Đâu cái gì nhỉ? Đây đây đúng rồi. Cái này các cụ tìm nhiều đây. Đây là chợ Văn Bình mới có nhá các bạn nhá. Đúng vậy, đồ cổ trống. Cái này nó gọi là cái gì nhỉ anh nhỉ? Tô đồng đúng rồi. Cái này là thế này hả? Cái lâu là. Hả? Tôi đề nghị làm kỷ niệm.